Anh là shipper đây, ship cho em một biển trời nỗi nhớ. Anh mong đến ngày cuối tuần để lại được cùng em ngồi uống trà nhạt và ăn bánh quy ỉu. Lúc này anh phải đi làm rồi. Em chẳng biết lúc này muốn vui hay buồn, quên hay nhớ. Nhưng thật lòng cảm ơn anh vì đã quan tâm em vô điều kiện. Trà nhạt tôi vẫn uống, bánh quy ỉu tôi vẫn thấy ngon, thì việc dành tình yêu cho một người đàn ông đã cũ cũng đâu cần đắn đo.